chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh youtube của mark home ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái nhật được mark home thiết kế thi công chọn gói cho gia đình nhà anh đặng sĩ hiệp địa điểm là tại thạch hà hà tĩnh đây là công trình mà gia đình nhà anh hiệp đã cùng với lại các kiến trúc sư của mark home làm việc trong suốt thời gian vừa qua nói chung là vừa xong thiết kế thì gia đình anh rất là ưng hiện tại thì chúng tôi đang trao đổi về cái đơn giá dự toán tổng thầu công trình này thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home. là một trong những đơn vị thiết kế thi công hàng đầu Việt Nam hiện nay. hiện tại Mark đã có 8 chi nhánh trên đường quốc với hơn 100 nhân sự. Các bạn yêu thích kênh của chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được các video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Các bạn ở xa bên nước ngoài liên hệ qua hai số lại chúng tôi là 0964458888 hoặc là 0828133333 đây là hai số chúng tôi có zalo có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên trực trực cái sự khác biệt giữa mắc hôm và các đơn vị khác thì chúng tôi có hotline thúc trực 24 mươi trên hai kể cả hai ba giờ sáng các bạn gọi tới thì chúng tôi cũng đều tư vấn một cách kịp thời Bạn nào muốn xem lại video hay là có mẫu nhà đẹp của bạn có thể vào website của chúng tôi là mchome vn Thì trên này thì sắp tới chúng tôi sẽ update một loạt những cái dự án công trình mới Và một loạt những cái ưu đại mới trong những cái tháng sắp tới thì Hiện tại mchome đang là đơn vị duy nhất có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng ở trên toàn quốc Các bạn chỉ cần ký hợp đồng với mchome thôi là chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn 75% giá trị hợp đồng công trình Chúng ta xây nhà mà không cần đến tiền của chúng ta ở Đấy là một cái sự khác biệt mà mchome đã làm được trong suốt thời gian vừa qua bạn nào không có số điện thoại hay là không zalo các bạn có thể kết bạn qua facebook của tôi là lê duy tuấn ạ các bạn có thể lên thanh công cụ các bạn gõ vào trên này các bạn chỉ cần nhập một cái là thấy avatar của tôi thì các bạn xem qua thì tôi cũng thường xuyên chia sẻ các mẫu nhà đẹp rất là nhiều hay là những cái kinh nghiệm thi công thực tế các bạn có thể tham khảo qua hoặc là nhắn tin qua với tôi trên này cũng được thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn một cách nhanh chóng và kịp thời Quay trở lại mở nhà hôm nay, các bạn thấy đây là một ngôi nhà mái Nhật được thiết kế theo phong cách hiện đại, rất là đẹp, rất là sang trọng mà mang đậm cái phong cách của Mark Home. Các bạn thấy cái gam màu chủ đạo của công trình này là cái gam màu lạnh với cái phần màu mái là màu ghi thiên xanh. À, cái phần tường cũng mang cái màu ghi, còn lại các cái phần khác chúng ta thấy cái màu trắng. Thì với cái thiết kế như này thì các bạn thấy nó rất đồng bộ và nó ăn nhập với nhau cũng như thể nó mang những cái sắc thái riêng biệt mà ít công trình nào có thể có được sang một góc bên hông công trình thì à, toàn bộ hệ cửa sổ và hệ cửa đi bên trong chúng tôi sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha. À, với những cái khí hậu mà nóng hay là khắc nghiệt như thế khu vực Nghệ An hay là Hà Tĩnh thì các bạn thấy là chúng ta không nên làm cửa gỗ tự nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái cửa gỗ tự nhiên nó à, ảnh hưởng bởi thời tiết rất là nhiều, nó sẽ gây ra các hiện tượng như thế là co ngót như thế là bạc màu hay là đơn giản nhất là cong vênh. À, các bạn nên thay thế bằng cửa nhôm hệ sinh pha Bởi vì nhôm sinh pha nó rất là cao cấp Cũng như thể là nó chịu được cái khí hậu rất là tốt Đây là một góc khác nhìn từ phía bên tay phải qua Ở à đây các bạn thấy được cái ô cầu thang của chúng ta Là lấy sáng từ trên xuống dưới Còn đây là cái phần mặt bằng mái nhìn từ trên xuống Thì các bạn để ý đến cái phần để thái riêng năng và bình nước Thì với cái nước trên mái Thì các bạn chỉ nên lựa chọn những loại bình nước tân á hay là sơn hà có cái dung tích từ 1500 đến 2000 lít thôi, chúng ta không nên sử dụng những cái bình nó quá là lớn. Bởi vì sử dụng bình lớn thì chúng ta biết rồi, cái tải trọng hay là cái nặng của cái bình đấy nó sẽ đi xuống cái phần mái, gây nên nứt mái và võng mái. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái bình nó thấp nó ít thì dĩ nhiên chúng ta sử dụng là không được nhiều. Đây là một góc nhìn từ trên xuống dưới các bạn sẽ thấy đây thì với cái bố trí hình khối cũng như thể là cái màu sắc của công trình nó rất là đẹp và rất là hiện đại à, nói chung là ngay đến bản thân tôi là người thiết kế thì tôi cũng rất ưng những cái mẫu thiết kế mà do chính tay mắc hôm làm ra nó không thể nhầm lẫn vào đâu được và nó thể hiện cái sự đẳng cấp cái sự trau chuốt trong từng loại vật liệu trong từng góc phối cảnh còn đây là góc nhìn từ dưới lên ở phía sau khu vực sân sau đây là khu vực cổng sau đây các bạn ạ bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi chi tiết từng bộ hồ sơ thì đối với mac hôm luôn luôn làm đầy đủ các bộ hồ sơ mặc dù chủ nhà không yêu cầu nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn thiết kế cho quý khách hàng đầy đủ bao gồm như thế là gì ạ 3 d ngoại thất công trình hồ sơ thiết kế kiến trúc hồ sơ về phong thủy hồ sơ về kết cấu hồ sơ về điện nước và bóc tách đơn giá nguyên vật liệu nếu như bạn nào cần thêm nội thất thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm 3 d nội thất ở bên trong nhà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về cái phần hồ sơ thiết kế kiến trúc ở công trình này chủ đầu tư là anh đặng sĩ hiệp địa điểm là tại thạch hà hà tĩnh nếu như bạn nào ở gần khu vực này thì các bạn có thể qua tham quan thực tế sau khi công trình xây dựng xong trước khi vào xem một bộ sơ thì các bạn nên xem qua cái phần mục lục bản vẽ nó giống như việc chúng ta đọc một cuốn sách chúng ta phải biết được là trong cái cuốn sách chúng ta gồm những chương gì bài gì à, từ đó thì chúng ta mới có thể thống kê được cái phần uh, những cái mục cần thiết để chúng ta xem thì trong cái phần mục lục này thì các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi đến cái phần mặt bằng bởi vì mặt bằng nó liên quan đến cái công năng sử dụng, nó lại liên quan đến cái phong thủy công trình và nó liên quan đến cái giá thành. À, vì diện tích càng lớn thì các bạn biết rồi, đơn giá nó sẽ càng cao. Cái thứ hai các bạn quan tâm đến cái phần mặt đứng và phần mặt cắt nó sẽ cho chúng ta biết được cái cao độ từng phần. Ví dụ phần đế cao bao nhiêu, cái phần khoảng thông thủy cao bao nhiêu, phần mái cao bao nhiêu và thứ ba đấy chính là cái phần bóc tách về cửa chính cửa đi bởi vì nó liên quan đến cái khoảng thông thủy của trong cái phần cửa chúng ta xây dựng đây là phần tổng mặt bằng công trình thì các bạn thấy là công trình này được đặt ở địa thế cũng rất rất là đẹp tôi khẳng định là với cái địa thế công trình này rất rất là đẹp thì chúng ta sẽ chia ra làm một khu vực à, vườn rau à, khu vực sân à, khu vực à, trồng cây trồng hoa Chúng ta xem qua phần mặt bằng công năng tầng 1 thì với mặt bằng này thì các bạn để ý cho tôi về cái kích thước chiều rộng và chiều dài của công trình. Công trình này có chiều rộng là 13 m2 và cái chiều sâu là 10 m6. Như vậy là cái diện tích của chúng ta nó sẽ rơi vào tầm cỡ 140 m2. Thì với 140 m2 như thế này chúng ta sẽ bài trí rất là linh hoạt. À, gồm phần sảnh chính và hai khu vực sảnh phụ. Thì với cái việc bố trí sảnh chính các bạn luôn nhớ cho tôi cái nguyên tắc bất di bất dịch là sảnh chính bao giờ cũng luôn luôn lớn hơn sảnh phụ và cái tim trục uh, của phần cửa sảnh chính không bao giờ đồng trục với lại cái tim cửa ở phía sảnh sau đấy là cái bất di bất dịch mà chúng ta phải nhớ được Đấy các bạn để ý như vậy thì với hai cái phần sảnh phụ chúng ta sẽ tiếp cận một phần là bên hông và một phần ở phía sau bố trí như thế này là khá là phù hợp rồi ở trên mặt bằng này thì chúng ta dễ dàng chúng ta thấy chứ, uh, có hai phòng ngủ trong đấy có hai nhà vệ sinh đúng ra nó là công năng ở một nhà vệ sinh nhưng tuy nhiên nó được tách riêng biệt ra làm hai phòng một là chuyên để tắm và một là chuyên để đi vệ sinh. À, cái đặc biệt được trong công trình này là khu vực phòng bếp ăn rất là rộng được kết nối thông với lại khu vực phòng khách. Như vậy là khu vực phòng khách và phòng bếp ăn nó rộng gần 50 m2. Ngoài ra chúng ta lại có thêm một khu vực sân ướt và một khu vực bếp phụ. Cái này thì dành cho ông bà. lại dành cho ông bà thì các bạn thấy là với những ngôi nhà mà có nhiều thế hệ thì bao giờ chúng ta cũng sẽ tách riêng ra khu vực nấu nướng bởi vì là cái thời gian Sinh hoạt của chúng ta nó khác nhau Cái món ăn của chúng ta nó cũng khác nhau Với những ông bà thì thường sẽ lựa chọn những món ăn đơn giản thanh tịnh à, Nhưng mà với những trẻ con thì sẽ lựa chọn những món ăn mà nhiều năng lượng à, Có khi là nhiều món rán, nhiều dầu mỡ Thế nên là bao giờ cũng vậy Cái việc nấu nướng à, giữa hai thế hệ nó rất là khó Rất là khó Thế nên là nhiều người người ta thường lựa chọn phương án là tách riêng ra Để có cái việc à, nếu mà có nhiều thế hệ Thì chúng ta có thể sử dụng được một cách thoải mái À, điểm đặc biệt là công trình này cũng có sân ướt, sân ướt nằm ngay ở khu vực đặt máy giặt rất là hợp lý. Tôi phải nói khẳng định là cái công năng ngôi nhà này rất rất là hợp lý, uhm, nó rất là đẹp và linh hoạt. À, lên trên tầng 2 chúng ta xem xem có điều gì khác biệt nào. Trên tầng 2 thì chúng ta có một phòng sinh hoạt chung rất là rộng gần 20 mét vuông. Ngoài ra thì chúng ta có hai phòng ngủ 03 và 04. À, hơi đáng tiếc là công trình này lại không có phòng ngủ khép kín, đấy không có phòng ngủ khép kín và có một khu vực sân phơi ở phía sau. À, một nhà vệ sinh dùng chung cho hai phòng ngủ phía trên tầng 2 à, rất là hợp lý rồi nhưng mà tôi hơi đáng tiếc một chút là chúng ta không có phòng vệ sinh cấp kín bởi vì là cái công năng sử dụng cái tiện ích của nhà vệ sinh cấp kín ngày nay nó rất là lớn tôi khẳng định lại nếu như bạn nào đã từng sử dụng rồi thì à, các bạn sẽ không muốn sử dụng những nhà vệ sinh chung đặc biệt là những người đã có gia đình những người đã có vợ chồng thì bao giờ sử dụng nhà vệ sinh cấp kín nó cũng tiện hơn nó tiện hơn rất là nhiều công trình này có phòng thờ đặt ở phía trước rộng 11,3 mét uhm, vuông khá là hợp lý rồi bao giờ thiết kế phòng thờ các bạn cũng lưu ý cho tôi một cái bất gì bất dịch là không nằm ở phía sau đuôi ngôi nhà đấy phòng thờ bao giờ cũng được ưu tiên lên trước bởi vì phía sau công trình người ta gọi đấy là hậu cung nên là bao giờ ban thờ chúng ta cũng phải đặt ở phía trước công trình à, một điểm đặc biệt nữa trong cái phần thiết kế mặt bằng là gồm rất rất nhiều những ô cửa sổ đặc biệt là những cái phần cửa kính như các bạn thấy đây cái này chính là cái hay của những khu công trình nhà vườn mà đặc biệt đây chính là công trình của nhà anh Hiệp rất phù hợp rất đẹp và tôi khẳng định một cái là cái công năng của nó không có gì phải chê trách linh hoạt tiện lợi và đầy đủ phải khẳng định một câu là như vậy tiếp tục chúng ta cùng nhau xem qua cái phần mặt bằng bố trí tường xây và các phần, phần mặt đứng và phần mặt cắt nó là một trong những cái phần quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần mặt đứng của công trình thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái cao độ từng phần. Ví dụ như phần đế của chúng ta là cao bao nhiêu này. À, đặc biệt đấy chính là cái khoảng thông thủy giữa các tầng. Ví dụ như tầng 1 ở đây chúng ta đang thấy là cao là 3,9, tầng 2 là 3,6 và tầng 3 là phần mái ba là 3,3. À, với cái kích thước như thế này là khá là phù hợp rồi. À, tôi nhấn mạnh một cái là khá là phù hợp bởi vì các bạn đang lựa chọn những cái con số nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Tương tự đối với lại ba mặt đứng còn lại. À, với ba mặt đứng còn lại thì chúng ta cũng thấy được cái cao độ từng phần và đặc biệt đây chính là cái phần mặt cắt À, mặt đứng thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là cái phần trang trí bên ngoài, còn lại mặt cắt thì à, sẽ cho chúng ta biết được cái phần cắt qua dầm, qua cột ở bên trong. Ừ, khá là phù hợp các bạn nhé. Đây các bạn thấy cái phần mặt đứng này, chúng ta thấy được cái cao độ, đấy cái độ dày của dầm, à, của cột, của sàn. Tương tự đối với lại phần à, chi tiết cửa chính và cửa đi, nó là một trong những cái phần quan trọng ở trong một công trình. Vì sao nó lại quan trọng thì có lẽ trong video này thì tôi không phải nói quá nhiều. Bởi vì cái phần diện cái phần cửa chính nó là cái phần chúng ta đi ra vào rất là nhiều trong một ngày là cái phần mà chúng ta mang tài lộc đi vào trong nhà. Thế nên là nó phải có cái kích thước hợp phong thủy bằng cách là gì Các bạn chỉ cần lên Google các bạn search cho tôi về cái là cái công cụ tra thước lỗ ban. Thì trong này chúng ta có rất nhiều cái để chúng ta tra để các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi đến ba loại kích thước Ví dụ là loại thước 52.2 là chuyên đo cho cửa đi cửa sổ. Đấy loại thước 42.9 là chuyên dành cho việc đo về dương trạch. Và thước lộ ban 38.8 là chuyên đo về âm phần. Thì các bạn chỉ cần nhập trong số vào đây. Ví dụ 1m6 chúng ta gõ thì các bạn sẽ thấy được nó rơi vào cái cung quý nhân là cái cung đỏ rồi là phù hợp rồi. Ngoài ra thì phần hướng thì chúng các bạn đã làm ngay từ cái phần mặt bằng nên chúng ta không có gì để sai nữa rồi. Để các bạn để ý là như vậy tiếp tục đến cái phần hồ sơ về à, kết cấu à, kiến trúc là một phần quan trọng rồi thì kết cấu nó cũng là một trong những phần không thể thiếu được khi chúng ta xây dựng à, bởi vì sao bởi vì cái kết cấu nó là cái khung xương chịu lực nó là cái phần giá đỡ là cái phần à, liên quan đến cái độ bền của công trình thì trong cái phần à, kết cấu thì các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi đến ba yếu tố thứ nhất là phần móng chúng ta sử dụng là loại móng gì như công trình này chúng tôi đang sử dụng là loại móng băng do công trình được xây dựng trên cái nền đất cứng nền đất liên thổ đấy các bạn thì như vậy còn lại đối với lại nền đất bồi nền đất ruộng thì chúng ta sẽ sử dụng phương án là ép cọc còn lại nếu như chúng ta xây trên cái nền đất đá phong hóa hay là đá lâu năm thì các bạn sẽ làm cái phần móng băng hoặc là móng cốc là phù hợp rồi đối với lại ngôi nhà hai tầng trở xuống các bạn nhé còn lại nếu như chúng ta làm những ngôi nhà cao tầng thì các bạn phải dựa trên cái tải trọng công trình và dựa trên cái bố trí lưới cột thì chúng ta mới có thể lựa chọn được phương án móng phù hợp. Thứ hai trong hồ sơ kết cấu đấy chính là cái phần thân, trong phần thân thì các bạn sẽ biết được là cái cột chúng ta sử dụng bao nhiêu thép và loại thép đấy là loại thép phi bao nhiêu. ví dụ như chúng ta thấy là 4 thanh thép phi 18 hay là à 12 thanh thép phi 16 thì nói chung là nó rõ ràng trong cái việc bố trí bản vẽ. Và ngoài ra cái hay của bản vẽ kết cấu ấy là nó sẽ thống kê cho chúng ta biết được là chúng ta cần mua bao nhiêu thép. Đây ví dụ như đây, một cái bản thống kê chúng ta sẽ rất rõ ràng. Trên mỗi loại cầu kiện chúng ta sẽ có được à, cái khối lượng, ví dụ như đường kính phi 6, phi 10, phi 16 là bao nhiêu, chiều dài là bao nhiêu. À, từ đây thì chúng ta chỉ việc lựa chọn cây thép dài bao nhiêu là chúng ta sẽ chia ra được thôi, cần bao nhiêu cây là nó sẽ ra ngay nó rất là dễ dàng cho chúng ta và các bạn lưu ý là nó chính xác đến tuyệt đối chứ không phải là chúng ta có sự sai số như thế là các bác thợ xây đang làm đó à, cái này là nó chính xác gần như là tuyệt đối các bạn nhé và cái phần thứ ba trong cái phần hồ sơ kết cấu đấy chính là cái phần kết cấu của phần mái phần mái thì tôi đã nói cho quý vị các bạn rất là nhiều rồi tức là chúng ta có nhiều cái biện pháp thi công phần mái ví dụ như chúng ta chỉ việc xây thu hồi sau đó chúng ta chạy bê tông dầm bo và sau đấy chúng ta lợp vỉ kèo đây là một trong những phương án tiết kiệm nhất và rẻ tiền nhất à, nhưng tôi khuyên các bạn là chúng ta không nên làm cái phương án này còn lại phương án thứ hai là chúng ta sẽ đổ bê tông mái bằng sau đấy chúng ta lợp vỉ kèo và dán ngói à, phương án thứ ba là chúng ta sẽ đổ bê tông mái vát và lợp vỉ kèo dán ngói à, phương án thứ ba thì nó khá là tốn kém và công phu để tôi khuyên các bạn chúng ta cũng không nên làm hồ sơ cuối cùng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đấy chính là về cái phần hồ sơ về điện nước điện nước cũng là một trong những bộ hồ sơ quan trọng một trong ba bộ hồ sơ chúng ta cần thiết khi thi công bởi vì cái phần điện này nếu như chúng ta không có kỹ thuật không có thiết kế thì thường sau này xảy ra sự cố chúng ta xử lý rất là khó khăn à, nếu như nhà nào mà chúng ta sử dụng 2 đến 3 tốt thợ điện lại một cái điều khó khăn khác nữa Được, các bạn để ý là như vậy nếu như nhà nào mà sử dụng lấy hai đội thợ điện ví dụ đội trước đã đi theo một phương án rồi đội sau đã đi theo một phương án thì sau này chủ nhà rất là khó khăn nếu như không có hồ sơ bản vẽ chi tiết còn lại khi chúng ta đã có hồ sơ bản vẽ thì các bạn có thể thay thế 10 đội thợ cũng không vấn đề gì bởi vì các đội thợ đều đã đi theo đúng lộ điện đúng dây và đúng công suất rồi những công suất này đã được tính toán cẩn thận ở trên máy móc và được những kỹ sư kiến sư hàng đầu uh, tham gia tư vấn cũng như thể tính toán nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm được tương tự đối với lại cấp và thoát nước cũng vậy cấp và thoát nước thì chúng ta cũng sẽ biết được là cái đường nước đường ống nhiệt đường ống lạnh chúng ta đi như thế nào uh, về cái phần điện nước thì các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi là chúng ta đi dây như thế nào và cái đường ống chúng ta sử dụng là ống phi bao nhiêu thôi. Có hai cái phần đó là chúng ta phải cần quan tâm đến trong cái phần bản vẽ thiết kế điện nước. À, còn rất rất nhiều các bạn vẽ khác nhưng mà tôi sẽ không nói nhiều trong các video. Thì tôi chỉ nhấn mạnh một cái đối với quý vị và các bạn. Chúng ta nên để ý đây chính là cái việc xây dựng à, bao thầu trọng gói. Ngày nay nó đang là một trong những cái xu thế khác biệt của thời đại. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh rằng là xu thế này nó sẽ là một trong những xu thế của tương lai. Bởi vì nếu như bạn nào ở trong Sài Gòn hay là Hà Nội thì các bạn thấy là người ta đã thuê chọn gói rất rất là lâu rồi. Cách đây tầm 10 năm là cái phong trào này đã thay thế cho cái việc chúng ta à, phải bỏ ra cả năm trời gọi vật tư, gọi vật liệu, tính toán vật tư, vật liệu rất là mệt đầu. Thay vì đấy chúng ta chỉ làm việc trên giấy tờ, trên hợp đồng và giao cho những đơn vị có chuyên môn như thể mắc hôm à, Chúng tôi sẽ có đội ngũ thợ và kỹ thuật rất là lâu năm, chuyên xây dựng thế nên là những cái tay nghề chúng tôi đã được trải qua rất là nhiều lần rồi. À, và cái việc tính toán của các kỹ thuật nằm vùng tại công trình các bạn sẽ thấy là chúng ta xây một ngôi nhà nó rất là nhàn à, chúng ta chỉ việc đi làm kiếm tiền tạo dựng các mối quan hệ và à, thanh toán theo từng giai đoạn thôi à, rất là rõ ràng và cụ thể video ngày nay tôi đã giới thiệu các bạn xong một công trình hai tầng mái nhật được một hôm thiết kế cho gia đình nhà anh Hiệp à, địa điểm là tại Hà Tĩnh các bạn nào có nhu cầu thiết kế thì câu chuyện nói các bạn liên hệ qua hai số online của chúng tôi là 096445 8858 hoặc là 08281 Ba bà, ba bà, ba. đây là hai số chúng tôi có zalo có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm à, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau